Vâng, em Tùng Nguyên hôm nay xin chào tất cả các bác khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu về các cái sản phẩm chuyên đi show và sự kiện và có thanh lý cho anh em một đôi tép hàng mới 90%. Thì cái đôi tép này do khách hàng gửi trả và em nâng cấp lên mẫu khác thì này là thanh lý cho tất cả các bác là giá siêu rẻ luôn. Thì các bác cùng tham khảo ngày hôm nay. Một con đẩy BES B4800, một con nâng tiếng V900 Plus, một đôi bát 30 giờ set. Ngoài ra em gửi về trong Cà Mau một đôi bát 40 con 76 giờ set, một đôi tép giờ set con dẹt và một cái bát 40 giờ set nhé. Tại sao em phải nhấn mạnh là gửi về trong Cà Mau? Vì bác khách này bác ý lại yêu cầu là làm video cho bác ý, thế nên là em nhấn mạnh luôn này, em gom vào luôn này. Bát 40 giờ set và một đôi tép là một đơn thứ hai. Còn đơn hôm trước thì là một cái bát 40 giờ set thì là tổng đơn hàng của bác ý sẽ là đi làm hai đơn. Vì một đơn hôm trước đặt 40 giờ set và đơn sau thì đặt một đôi bát tép và một đôi bát. Thì các bác cùng tham khảo mẫu ngày hôm nay. Đầu tiên thì em xin cái đôi tép này em sẽ thanh lý giá rất là rẻ nha các bác, nên các bác nên lưu ý cho em là các bác xem kỹ video nhé. Và cái cấu hình ngày hôm nay là một con đẩy BS B4800 là 800W một kênh, nó có màn hình LED. Con đời này là đời BS B4800 thì cái đời này ra thì sau này nó ra là LA9004. Đấy thì con này cùng đời với con đấy như này. Thì con này đời sau con kia đời trước thôi. B4800 thì rất là khỏe, chuyên nệm các cái dòng array và phòng hát sự kiện nhá. Đấy, 64 sò và cái cấu hình này là đẩy công suất lớn 800W một kênh, đánh full 40-100, full 50-100. Đấy, array đôi 30 rất hợp lý luôn. Đánh các cái dòng này thì các bác dòng chuyên sự kiện B4800 cục đề này có giá hơn 8 triệu một cục nhá. Và tiếp đến là một con máy nâng tiếng. Riêng sản phẩm của BS đều được bảo hành 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 3 tháng nhá. Và tiếp đến là một con máy nâng tiếng của PS có mã là BS Audio V900 Plus. Đầy đủ tất cả các cổng ăn chơi và có hai kênh AB. Con này nếu anh em chơi gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Con này thì nâng tiếng này thì anh em chơi gia đình thì sẽ hợp lý hơn. Đấy, nó sẽ nâng cả bộ dàn của mình lên, bát tép ngoài căng và sáng. Và cái dòng này thì nó sẽ thêm một cổng súp nữa thì anh em cắt súp nó rất là hay. Các bác lưu ý nhá, nâng tiếng này nếu như anh em chơi karaoke gia đình là một, và thứ hai là chơi loa kẹo kéo thì cực kỳ hay. Còn sự kiện thì nhiều khi các bác hay đi đánh qua mixer rồi, có rất là nhiều thiết bị âm thanh xịn rồi, thế nên mình cũng không cần thiết phải dùng nâng tiếng lắm. Em cũng bán nâng tiếng nhưng em bán cho các bác hợp lý thôi. Đấy, có đầy đủ cổng ăn chơi, cổng quang Bluetooth USB. Đây là đời mới mà có các cái đôi cổng quang USB, còn đời sau này không có, và nó là hàng xịn nên tiếng nó rất là hay. V900 Plus và được tặng một đôi ca lông, một đôi ca lông cho khách hàng vì nâng cấp vào bộ dàn. Và con máy nâng tiếng này nếu như anh em mà có nhu cầu với giá 1,3 triệu một chiếc nhá, lưu ý là hàng BS, hàng cao cấp, các bác cùng chơi nhá. Đây thì trở lại cái đôi tép mà em thanh lý thì em sang gần loa rồi em sẽ thanh lý cho tất cả các bác. Ở đây thì các bác lưu ý cái dòng này em đang nhập là hai lô, một lô chạm trắng, một lô chạm vàng. Đấy, và cái bi này của nó thì lúc khách hàng trả em ấy thì nó mới tinh luôn, như cái này hàng mới này. Như cái này thì của nó là có bắt ốc vào một chút rồi này. Nếu mà bắt ốc lâu ngày nhá thì cái mút này nó sẽ bị nép hết xuống như đây các bác nhìn này. Đây là người ta mới gá vào thôi, nhưng mà kiểu là em lại để hở ngoài ấy, thế nên cái bi nó hơi bị hoen một chút. Hơi bị hoen một chút nhưng mà nó là hàng mới các bác nhé. Và nó có một cái chạm trắng, một cái chạm vàng. Anh em mà chơi sự kiện có nhu cầu mà thanh lý đôi này ấy, thì em sẽ thanh lý cho tất cả các bác luôn. Là 1,6 triệu một đôi tép này, bao ship và nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đây là giá thanh lý nỗ các bác nhé. Và em cũng có chiết khấu của khách rồi, thì em sẽ thanh lý cho tất cả các bác là 1,6 triệu một đôi tép này. Đấy. Còn các bác quay trở lại một đôi tép mới của nó, BNC. Đấy, con này của nó là 2 triệu một đôi. Đấy là hàng mới tinh. Còn anh em có nhu cầu mua một đôi check thì anh em lưu ý nhá. Nếu check cũ mà bị nắp vào nhiều rồi ấy, thì cái mút này nó sẽ ép vào, nó nõm hẳn xuống, nó gập hẳn xuống như này. Nhưng đây là hàng mới nhá, nhưng do em để ở ngoài không khí và độ ẩm nó vào, thế nên nó hơi bị hoen cái bi. Nhưng mà em thanh lý rẻ luôn cho khách hàng luôn, để cho anh em cùng chơi nhá.
Đấy, thỉnh thoảng có món hàng thanh lý cho tất cả các bác. Các bác cùng chuyển sang 40 giờ xếp con 76 đây. Bát 40 từ 109 con 76, con này rất lợi về cả chống và lời. Đít nhọn viền xanh từ 109 con 76, đít có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này mang ship in 6 gân vải tẩm dầu 3 gân từ 190 và con 76 bát 40. Và chạy với mẫu phân tần SH820. Con này có cả bo chống cháy tép và có cả hai chở nhôm. Một bát một chiếc in là đường vào, phân tần cực kỳ xịn luôn. Các bác nâng cấp, các bác thích nâng cấp hàng xịn các bác đến với em. Nó là hàng Trung Quốc mới thôi nhưng mà nó hàng cao cấp. Và nó đôi tép 750 giờ xếp loại côn dẹt cốc nhôm. Các bác lưu ý dòng này ở trên thị trường có rất nhiều loại, có thể là dây tròn, có thể là dây dẹt. Và dòng này của em dây dẹt và khe từ có viền đồng, bình thường các dòng khác không có viền đồng đâu. Con này đánh tiếng hay lắm, sáng tép. Ghép với một bát 40 côn 76, một đôi tép kèn 750 và một đôi phân tần SH thì quá là tuyệt vời luôn với cái combo này. Còn đâu các bác có thể sử dụng cái dòng côn 100 thì em đang có một cái đúng không? Vì bác khách này mua một cái về để làm súp hơi. Từ 220 côn 100 em bán lẻ một cái, đít bác có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Con này nó khác cái cấu côn 76 là nó là côn 100 là từ 220. Còn màng miếc thì của nó cũng vẫn xếp như cái sóng cũng phải từ 3 cân. Đấy, bát 40 được xếp. Anh em có nhu cầu lấy một cái thì cứ liên hệ cho em. Ở đâu bát 40 côn 76 này thì với cái giá rất là rẻ luôn. 40 côn 76 có giá 1.950.000 một cặp được bao ship. Rất là rẻ, giá không như ngày trước, đang rất là rẻ, sale giá rất rẻ luôn. Còn đây bát 30 giờ xếp thì 109 côn 76 màng xếp ni viên 3 gân. Bát 30 giờ xếp này trên thị trường cũng có rất là nhiều loại các bác nhé. Và cái loại mà đít gù, bích thép trắng dày với giá 1.700.000 một đôi bao ship. Anh em có nhu cầu quan tâm đến các cái phụ kiện na rời em vừa mới giới thiệu ở đây thì anh nhấc máy lên và gọi điện cho Tùng Melo để đặt hàng các bác nhé.